Hello, chào tất cả mọi người đang xem kênh của Thi Swiss Cuộc Sống Nông Thôn Thị Sĩ. Thì mọi người ơi, hôm nay nắng rất là đẹp luôn, cho nên ba chồng của Thi qua phụ Thi làm cái vườn, khu vườn ở trước nhà cho nó xong rồi mọi người. Thì hồi nãy ba của Thi có lót mấy cái đá ở quanh cái ranh nè, để cho khi mình làm vườn thì đất nó khỏi bị chạy qua nhà bà hàng xóm á, rồi mình cỏ đồ thì mình gieo cho nó đẹp đó mọi người. Nhưng mà hồi sáng thì Thi không có rảnh để Thi quay clip. Bây giờ là tầm trưa rồi, ba Thi về ăn trưa rồi. Thẳng thiện thì nhiệm vụ của Thi bây giờ là nhặt hết mấy cái đá này nè mọi người, để cho khi mà làm xong thì cái chỗ này không có đá đi ba gieo cỏ hoặc là Thi trồng rau thì cái đất nó mịn hơn và nó sẽ đẹp hơn á. Đây đây là đồ nghề của ba Thi nè, hẳn đi qua là làm để đây nè, đó mọi người thấy mấy cái đây làm lên để khi mình đổ đất cho nó bằng thì nó không có bị chạy qua nhà hàng xóm. Với lại Thi phải làm một cái khu vườn còn xanh quanh thì Thi sẽ gieo cỏ hả, cho nên cái vườn để cho nó có cái diện tích và những cái khuôn khổ cho nó đẹp á. Thì tí nữa ông xã của Thi về, anh xã của Thi thì anh làm buổi sáng, tí nữa anh về thì anh sẽ phụ ông ba chồng của Thi làm. Tại mấy cái này thì nó rất là nặng luôn, mọi người thấy ba làm thương lắm. Mẹ hả, thì đâu có giúp nhiều đâu, chứ giờ Thi chỉ nhặt mấy cái đá nè. Ba nói là rảnh thì nhặt hết mấy cái đá này cho ba đó, rồi làm cái ranh này xong á thì ba sẽ ban cái đất này ra cho nó bằng, rồi ba sẽ gieo cỏ nha. Còn Thi làm cái vườn bao nhiêu thì làm, còn lại ba gieo cỏ, cho nên á để mấy cái đá này thì gieo cỏ nó không có đẹp nha mọi người, nó bị chấm chỏm về, nó không có mọc đều cỏ đó. Cái này rất là nặng luôn á mọi người nè, mà ba làm á đó. Cho nên ba không có muốn Thi làm. Bữa trước thì Thi định Thi sẽ làm được bao nhiêu Thi làm, Thi nhờ ba Thi rất là ngại luôn. Nhưng mà khi Thi hỏi tới thì ba làm vườn có rất là có kinh nghiệm, mà hơn nữa ba của Thi á, ba chồng chứ ba rất là kỹ tính, làm cái gì là làm cho nó chu đáo, chứ ba không có muốn mà làm xong mà năm sau mình làm lại đó. Thì hôm bữa Thi chỉ hỏi là ý kiến của ba là làm như thế nào thôi, xong ba nói là thôi để ba qua ba làm cho, chứ con làm sao mà nổi mà làm mấy cái đất này nè. Hôm trước Thi có cho mọi người xem á thì cái cỏ hết á, cái này là ba phải dùng máy để ba diệt cỏ, xong rồi sau đó thì mới đợi cho nó khô rồi ba mới dùng máy để rải ra mấy cái đây nè. Chứ mấy cái đây mà Thi làm á, nếu mà Thi làm bằng tay thì rất là mệt luôn nha mọi người, thì không làm không có cuốc nổi đâu đó, bao nhiêu đồ nghề đó. Ok, bây giờ Thi nhặt đá nè, xong để tí nữa ba Thi ăn về ăn trưa, rồi tí chiều thì ba Thi qua rồi ông xã Thi anh đi làm về anh phụ ba Thi nữa. Soon.
Lượm gì có khi nào nó lò ra cục kim cương ta. Đây là thùng đá mà Thùy mới nhặt xong nè mọi người. Cái này mà nếu mà nhặt đá mà nó nhanh vậy, mà nếu mà nhặt vàng chắc Thùy nhặt chắc là rất là nhanh luôn á. Thì cái này á thì Thùy tranh thủ Thùy nhặt, tại vì ba Thùy về ăn trưa rồi, cho nên nhặt được tí nữa ba đổ mấy cái bê tông chỗ cái này nè, thì có ba đổ xuống với chỗ mấy cái vành này luôn để cho nó cứng á mọi người. Cho nên thì nhặt mấy cái lớn, còn mấy cái nhỏ thì ông ba thì nói là không có còn, chỉ là lựa mấy cái lớn này thôi nè đó. Còn mấy cái nhỏ nhỏ này thì ba nó không có sao, để ba trộn dưới đất đó nè. Bây giờ là tới giờ ba thì ăn trưa xong, ba thì qua làm nè mọi người. Đó, thì đang rửa chén mà thấy ông ba làm lật lật quay chứ. Mặc cái áo Việt Nam nha mọi người. Hello mọi người, lại là Thi đây nè. Thì sau khi nghỉ trưa xong thì ba chồng của Thi cũng để qua lại nhà Thi về đang phụ Thi làm, mà cũng ông xã của Thi á thì làm cái vườn ở trước nha mọi người. Nhưng mà Thi chỉ với mọi người xem một cái Thi rất là bất ngờ luôn và rất là trùng hợp đó. Nè, đây là cái mớ mà Thi order, Thi mua, tại Thi không có trồng rau trực tiếp ở ngoài đất. Ba của Thi nói là đất nó không có tốt, phải trồng ở trong cái hộp nè mọi người. Hộp gỗ á, thì Thi order có gồm có là bốn hộp như vậy nè, mẹ họ mới ship tới luôn á. Nhưng mà Thi cho mọi người xem nha, Thi không có nghĩ là cái này là lúc mà Thi mua thì Thi họ không có để sản xuất ở đâu, nhưng mà tới lúc mà tới mọi người, cho mọi người xem đây mọi người ơi nè, đây made in Vietnam. Đẻ chưa? Chồng ông xã của Thi ảnh nhận xong anh thấy ảnh mừng dữ sợ, anh nói chứ trời ơi, lúc mình mua mình đâu có để ý đâu mà bây giờ là tới đến từ Việt Nam nha mọi người. Nè, thì chồng của Thi ảnh để lấy ra anh làm thử một cái đây đó nè, thì ảnh set up thử một cái để đưa ra cái vườn là nó rộng bao nhiêu. Thì trước khi mà order cái này thì mình đã tính được cái diện tích bao nhiêu rồi, mà Thi không nghĩ là nó bự như thế này luôn đó mọi người. Mà có bốn cái như vậy, chỗ thì trồng cho đẻ đời luôn á, mà không biết trồng xong á là ai ăn cho hết nữa. Hiện tại thì ba chồng của Thi với chồng của Thi đang làm ở trước, hai cha con đang lục đục nè. Ba của Thi đang cắt mấy cái viên đá này nè, để cho nó khớp với lại cái những cái viên đá khác á, cho nên nó rất là nặng luôn. Đáng ra chồng của Thi là ảnh làm tới tối mới về, mà phải về phụ ba của Thi á, một mình ba lì rinh đá rất là nặng mọi người. Già rồi rinh mấy cái này thì không có tốt cho cái lưng đó, cho nên ảnh tranh thủ ảnh về sớm ảnh phụ nè.
Ba chồng của Thi thì sống ở nông thôn mà, cho nên ba rành về vườn lắm mọi người. Mà ba làm cái gì là chắc nụ cái đó luôn. Cho nên mỗi lần mà con cái cái gì mà ở vườn mà nhờ ba là ba rất là thích, rất là thích giúp đỡ con cái đó. Mà để một mình ba làm thì mình không có an tâm, tại vì sợ sức khỏe của ba là lên nặng đồ nó không có tốt đó mọi người. Thì cứ rẹt thì lính xính thì nói cho con phụ với mẹ ông ba cứ chọc Thi, Thi như vậy mà ba cứ nói là Thi ốm nhờ mà ra đây gió nó thổi bay con bây giờ cứ vậy đó, không cho Thi làm gì. Ok mọi người ơi, thì cái video nó cũng dài rồi, thì xin tạm dừng tại đây. Hiện tại thì ba Thi đã xong cái khâu này rồi, bây giờ đợi vài ngày nó bê tông nó khô thì mới dám làm cái hàng rào và bỏ những cái thùng này vô để cho Thi trồng cây đó. Tại vì Thi xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thi. Mọi người thương Thi thì làm ơn cho Thi một like, một share, một đăng ký, cũng như thể nhắc các comment góp ý cho Thi nha. Thi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.